Xin chào tất cả các anh chị đến với video clip tiếp theo của em. Đây, hôm nay em sẽ có một số cây giao lưu với các anh chị. Rồi, đây là cây số 1 các anh chị, mai chú thủy kim giòn. Không tài. Chiều cao 11. Tán ngang 19. Rồi cây này 450 các anh chị, cây rất là già luôn rồi. Đó. Rồi xuống luôn. Tiếp theo là cây số 2. Mai chú thủy kim giòn. Chiều cao cây là 11. Tán ngang nó 17 các anh chị. Rồi cây này 300 các anh chị. Đây là cây số 3. Mai chú thủy kim giòn luôn. Đo luôn quý ơi. Đo là 9 phân. Chiều cao là 13. Tán lá nó là 24. Cây này có chậu luôn là 550 các anh chị. Cây số 3 có chậu luôn 550. Đây là cây số 4, mai chú thủy kim giòn. Đế đều luôn các anh chị. Hoành thân của nó khoảng 6-7 phân à. Chiều cao của nó là 10 phân. Tán lá nó là 27. Đây. Rồi, cây số 4 này 500 các anh chị. Rồi xuống luôn. Đây là cây số 5. Mai chú thủy kim giòn. Các anh chị khi mà tìm em trên kênh LTK thì các anh chị tìm chữ tươi đó các anh chị. 10 phân. Tươi là vợ em. 12. Chiều ngang là 25. Vợ em là bên bán hàng, còn em bên tiếp thị. Rồi, cây số 5 này 550 các anh chị. Có chậu luôn. Chậu xịn, chậu đất nung các anh chị. Đây là cây số 6. Mai chiếu thủy kim giòn. Cây rất là cứng cáp già luôn các anh chị. Hoành thân của nó 5 phân. Chiều cao nó 16. Tán lá nó 16 luôn các anh chị. Cây số 6 này 450 các anh chị. Bên em bán cái cây, mấy cái cây nhỏ này rất là rẻ, mình không bao ship được nghe các anh chị. Em không có tính cái phí ship vào trong cái phí cây này. Và phí ship mấy cây này cực kỳ rẻ luôn, nếu ship ra Hà Nội chắc mấy chục ngàn à. Chừng 30 ngàn. 9 phân. Chiều cao nó là 12. Tán lá nó 20. Rồi. Cây số 7 này có chậu luôn 500 ngàn các anh chị. Rồi, xuống luôn. Đến cây số 8. Đây là cây số 8. Đây. Đo luôn quý. 8 phân rưỡi. Chiều cao nó là 12. Tán lá nó là 22. Úp nó xuống rồi tê. Cây ấm tàn hết rồi các anh chị. Rồi cây số 8 là 600 các anh chị. Rồi xuống luôn. Đây là cây số 9. Linh Sam Linh Thuận ghép 86 các anh chị. Rất đẹp luôn. Cây linh sam mà có lũa mà mini về rất khó kiếm các anh chị. Củ đế của nó là 23. Củ đế nó là cây với lũa không có đất đâu các anh chị. 15 là chiều cao của nó, tán lá là 16. Đây. Một cái cây rất là đẹp. Nó ra bông tím nó tuyệt vời luôn, cái này để trên bàn trưng nó đẹp lắm các anh chị. Cây số 9 này chỉ có 700 luôn các anh chị ơi. Có cái chậu luôn á. Rồi xuống luôn. Đây là cây số 10. Số 10 là cây Ninh Thuận Rin đó các anh chị. Linh Sam Ninh Thuận Rin luôn. Đang ra lá sung lắm luôn. 17 là hoành thân của nó. Chiều cao nó 35. Tán lá của nó là 51.
Các anh chị xem cái lũa nó rất là đẹp nè các anh chị. Đó, và cây đang ra lá non rất là khỏe. Đây, phần lũa nè các anh chị. Đó. Rồi cây này 900 các anh chị ơi. Ninh Thuận Green là 900. Đó là cây số 10. Còn đây là cây số 11 các anh chị. Ninh Thuận Green có chậu luôn. Chậu đất nung luôn. Đó. Hoành thân 15. Chiều cao của cây là 26 các anh chị. Tán lá của nó là 33. Đây là cây số 11. Đây, cái phần lũa này các anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi cây 11 này có 1.1 triệu rồi các anh chị ơi. Cây 11 là 1.1 triệu. Linh Sam Ninh Thuận Green. Lũa thép luôn chứ không phải là lũa ghép. Tiếp theo là cũng là một cây Linh Sam Ninh Thuận Green luôn, lũa thép. 12. Đó. 15. Chiều cao nó 22. Tán lá nó là 52. Đây, cho anh chị xem lũa nha. Đây. Mà lá nó lá non nó ra rất là nhiều rồi các anh chị. Rồi cây 12 này 900 rồi các anh chị ơi. Rất rẻ luôn nên em không thể bao ship được các anh chị. Bên vườn của em là rất là nhiều cây nên mỗi lần làm là tụi em phải vô dây, nên mỗi lần muốn quay clip cho các anh chị là phải 2 ngày tụi em mới làm nổi một clip các anh chị. 9 phân, chiều ngang 13, trang đỏ lá nhỏ. Cây 13 này chỉ có 300 ngàn thôi các anh chị, 300 ngàn thôi. Đây các anh chị xem mấy cây nè. Cái này mình về mình vô cái chậu. Vô cái chậu nó như thế này nè. Đó, mà các anh chị thấy này nữa, nó ra cái hoa đó ha. Cây này ra chỉ cần ra một hoa thôi. Nó ra một chùm ở đây nè, là cái cây nó sẽ có duyên liền. Mình để bàn làm việc là rất đẹp luôn, để ban công, cửa sổ rồi đó. Rồi, cây 13 này 300 ngàn xuống luôn. Tiếp theo là ông 14. Một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây rốc, gốc này tổ bố luôn. Rồi đo luôn quý à. Cái hoành nó là tới 1,5 tấc luôn các anh chị. Chiều cao nó là 11. Tán ngang là 20. Cái cây này các anh chị. Cái cây nó rất là lắc nè các anh chị thấy không? Lắc qua đây nè. Đó. Cái này nè, tụi em bẻ như thế này nè các anh chị, là những cái nách lá này mai mốt nó sẽ ra cái tược, nó sẽ cao lên, nó sẽ tùm nó nắm cái tàn lại, là bông nó ra theo mấy cái nách lá đó luôn á. Rồi đây là cây 14. Cây 14 này 1.2 triệu các anh chị. Trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi xuống luôn. Cái cây nó như thế này nè, mới mốt về các anh chị trồng có thể trồng úp xuống như thế này cũng được nè. Đây là cây 15, trang đỏ lá nhỏ luôn. Rồi đo quý vị. Hoành thân của nó là 10. Chiều cao 21. Tán lá nó 27. Đây. Rồi cây 15 này có 450 rồi các anh chị. Rồi xuống luôn. 16 là một cây trang tím sen. Trang tím sen, trang đỏ lá nhỏ. Ủa, trang tím sen lá nhỏ các anh chị. Cây này cái trang xưa 12,5. Chiều cao là 15. Tán lá 23. Đây. Đây cho các anh chị xem cảnh cái cây nè. Các anh chị tìm mấy chỗ khác là không bao giờ có cái cây này mà bán giá này đâu các anh chị. Cây 16 là 1.2 triệu các anh chị. Chung là bên em bán giá là
cực kỳ thấp luôn. Tiếp theo là cây 16, ủa là cây 17 chứ, cây trang đỏ lá nhỏ. Đây cây có chút xíu rồi các anh chị, như em nói hồi nãy cái cây này nè, về các anh chị bỏ vô một cái chậu nhỏ. Cây này các chị kiếm cái chén bể hoặc cái ly trà gì to to, ly trà các anh chị bỏ vô đồ sành sứ mà bị bể á, chị khui một cái lỗ cho thoát nước. Cây này rất đẹp luôn, rất dễ thương. Rồi cái này 300.000 các anh chị ơi. 18 là một cây trang sen to chà bá luôn. Trang sen. Đây. Đây là một cây trang sen. Rồi. Hoành của nó là 21, 22. Cái củ đế nó đặc luôn á anh chị, không có rời. 14. Tán lá nó 28. Cây nó đang ra tược non nhóc ở đây nè các anh chị, rất là sung luôn. Đó. Đặc biệt cây 18 này có chậu là 1,8 triệu các anh chị. Tiếp theo là cây 19. Cây 19 là một cây cần thăng, hoành 25. Chiều cao nó là 16. Tán lá nó 21. Cây cần thăng rất là quái, cần thăng mini. Cây 19 này 400.000 hả các anh chị ơi. Rồi xuống luôn. Đây là cây 20. Một cây thanh mai. Cây này là cây kim thanh mai các anh chị, lá kim. Đây cây này rất là già cây rồi nè, nhưng mà nó bị lỗi cái gốc nên bán rẻ luôn. 12. Chiều cao nó 17. Tán lá nó 22. Này các anh chị, cây rất là già nè. Đó, nó bị lỗi chỗ cái gốc đó các anh chị. Cây này 400.000 các anh chị. Là một cây sông hình 21. Ủa 21 chứ, 21 là cây sông hình. Sông hình riêng nha các anh chị. Cây sông hình riêng. Rồi. Chiều cao cây là 19. Tán lá của nó là 32. Đây. Cây này cũng ra đọt non nhiều nha các anh chị. Nói chung là mấy cây linh sam này nó ra đọt hết rồi, về các anh chị, về tới anh chị là có ra lá luôn á. Rồi cây 21 là 400 rồi các anh chị. 22 là một cây sông hình F86. Tiếp lên tí. Cây sông hình F86 các anh chị. Cây bông rực rỡ luôn. Đó. Cây sông hình F86 dáng bài 27. Chiều cao của nó là 27 luôn các anh chị. Tán lá của nó là 58. Đây, cây bông rực rỡ luôn. 86 lá nhỏ. Rất đẹp. Cây này mà về các anh chị làm một cái dĩa tiểu cảnh thì hết sảy luôn. Chị trồng cái mô cho nó cao lên. Ở cái này mình làm rêu xanh, là làm nguyên một cái sân chơi ở đây để mấy con bò, mấy cái con thú đồ ha. Rồi mấy ông thất hiền ngồi mấy chỗ này nè. Rất đẹp luôn. Và cây này là cây số 22 này, chỉ có giá 2,2 triệu thôi các anh chị, không bao chậu nha. 2,2 triệu không bao chậu. Rồi xuống luôn. Tiếp theo là cây 23. Cây 23 là một cây sông hình rin. Cây sông hình rin 25. Chiều cao là 18. Tán lá là 41. Sông hình này là phong cây bài các anh chị.
một hai ba cành phong đồ đủ hết. Đây đế đẹp luôn. Cái này 2.3 các anh chị. Song hình lùng lực này 2.3. Rồi xuống luôn. 24 là một cây song hình lá rí các anh chị. Đây. Cây đổ đẹp. Đó. Rồi. Hoành thân của nó là 12. Cụ đế nó khoảng 50 các anh chị. Tương đối thôi, cụ đế tương đối. Chiều cao nó là 24. Tán lá của nó là khoảng 57. Cây này em sắp ra bông rồi các anh chị. Rất là nhiều bông luôn. Cây này không bao chậu rồi các anh chị. Cây này giá là 2.2 các anh chị. Rồi xuống luôn. Hai mươi lăm là một cây hồng ngọc mai các anh chị. Hồng ngọc mai rất là đẹp. Đó, nó có hai cái coi gắt nè, hai coi rất là vuông góc luôn. 10 phân, tán lá nó 9 phân. Đó, một cây hồng ngọc mai mini nhỏ mà dáng đổ luôn các anh chị, rất là đẹp. Nó có hai cái coi gắt, gắt 90 độ luôn nè. Gắt qua đây gắt lại. Đó. Rồi cây 25 này bao chậu luôn, 250 các anh chị. Rồi xuống luôn. Đây là cây 26 hồng ngọc mai tiếp theo. Cây hồng ngọc mai thân rất là quái các anh chị. Chiều cao nó là 23. Tán lá là 10. Đây. Rồi cây 26 là 550 các anh chị ơi. Rồi xuống luôn. Đến cây 27. Tiếp đi tí. Có 28 nhưng chính lại. 27 này là cây bùm sụm các anh chị. Bùm sụm trà Phúc Kiến. Cây 27 hoành thân của nó tới 1.3 lần các anh chị. Chiều cao nó là 14. Tán lá là 22. Rồi. Đó. Cây bùm sụm này rất là lâu lớn các anh chị. Rồi cây 27 này là 300.000 các anh chị. Rồi xuống luôn. Đây, đây là cây 28. 28 là cây mai chiếu thủy lá lớn. Cây rất là già cây rồi các anh chị. Già cây lắm. Cây là rất là cứng luôn chứ không phải là cây mềm nha các anh chị. Cây cứng lắm. Chiều cao là 18. Tán lá nó là 24. Đó, cây thân rất là sắn. Mai chiếu thủy lá lớn này có chậu luôn là 400 các anh chị. Rồi xuống luôn. Rồi 29 cuối cùng là một cây hồng ngọc mai. Đây, đây là cây hồng ngọc mai. Rồi chiều cao của cây là 23. Tán lá của nó là 19. Đó các anh chị. Rồi cái này 550 các anh chị. Rồi video của em đến đây là hết rồi các anh chị. Chúc các anh chị xem video vui ha. Rồi xin chào các anh chị.